thời gian thì trả giá lâu hơn. Còn đây như thế này, một phát cắt ở đây để chuyển lại sang đây, cắt đây để chuyển lại sang đây, mà cắt đây chuyển sang đây, cắt đây chuyển sang đây, cắt đây rất nhiều lần. Cắt chuyển côn thân gốc rất to, ra cảnh nó rất bé ra đến cái răng chi, nó cả cái bằng ngón tay cũng vặn ra cắt côn cái, nhìn nó không đẹp. Phơi hết hòn đá ra, chỉ có một tí nữa ở dưới thôi, thì lúc đấy thì nó mê lắm. Mà cây đa đặc biệt là đến công đi nhiều cũng biết, không có cây đa là nó bé như là nó đủ chân tay, nó già mà nó chân tay cắt ra đâu, thì hòn đa làm nó lâu lắm. Đấy, và nhà Bắc Tân, cây mà hôm trước quay ở nhà ông Lập rồi, thì tôi rất thích cây này, nhưng mà bây giờ ông anh đã lấy về và bàn tay vàng. Đây là xin tay chuột này, lá nó bé tí. Bé. Giống như tay con chuột, nó bé tí xíu. Đa lông. Mới lên đá được phần tháng. Cái này nhịp mới này. Tương lai đấy. Đây là xanh này. Xanh 5 điểm. Chanh bay phết nhỉ. Có ngày trước thì có mai sang đấy mấy hôm, xong rồi mai về đây. Anh còn phối kỳ đá này hay đấy. Ngâm nước. Mặt trứng là bên kia đó, đấy. Hai cái xanh quê, tại xanh Nam Điền đây này. Còn kia kia là cái chân châu của Trung Châu này. Hôm trước em bị hút cái này thì anh lấy rồi. Và giờ anh phải ghép đá đẹp lắm bây giờ đây rồi. Đấy, mê chưa? Đây con làng này hay này. Vào đây thì sướng lắm anh Tuấn ạ. Cây bác kỹ năng còn tinh là... tinh chọn cả. Ở đây là cây mini mà hoài nhất chắc là cây đai kìa ấy. Đây là cây nào rồi? Nó có nhiều cây, là cái tầm nó khoảng tầm những cây nhỏ từ vài ba triệu, bồng lai tin cảnh Trung Châu đây. Có cây si nhưng mà cái si nó to, ngoài cửa cái cũng vào cái tay nghệ nhân. Trăm. Còn đó là những cái cây như này thì nó cũng chỉ vài triệu. Chán những cây xanh này khoảng 7-8 triệu, các cây như này thì nó khoảng tầm 5 triệu, 6 triệu.
có những cây thì chỉ có 2 triệu 3 triệu thôi, tùy theo từng cây. Như cái cây xanh ở trên hòn đá kiểu cảnh nhà mai kia thì nó chỉ 2 triệu già da rẻ chùm chìm như da hó rồi, dáng banh lượn đẹp làm kiểu cảnh, mình có thể thích bê lên thay đổi trọng hay gì đấy là nó là rời hết á, chứ không có cái nào gắn chặt vào đâu. Thích chậm và sâu hơn hay là nông hơn hay là thay đổi. Như con đa là đang bao nhiêu anh? 18 chiếc. Thế con này? Con này là 5,5 triệu. Đấy, nó phải cả cây nó phải như này. Như cây hôm qua tôi mua là thật sự là cũng hình như cũng phải 5 triệu hay 5,5 triệu đấy. Nhưng mà cái sẹo cái mặt nó ấy, mà nó to cái bàn tay này, xong ra mấy cái mầm nó bé bé mà nó vẽ không rõ nét, đây nó là rõ nét thành một cái cây, đây là mặt trái này, nhìn nghe nó khác ngay, dù mầm, chỉ là cái cốt của nó này. Các nhìn nhá, này nó có chân này, nó có chân bệnh nó quặp xuống này, giá cái sẹo nó nhỏ này, chứ cây kia nó cảm cái cốt to nó cắt ngang xong nuôi mấy cái cành nó bé bé xoáy 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 xoáy. Đây là rõ nét bông tay ngọn, bông tay ngọn nó đầy đủ hết đấy, thì là nó mới là chuẩn và già này. Da rẻ nó phải xùi góc này lên và nó răn reo lại như cây này làm điền này. Cái sẹo cắt này từ bằng như này nhá, bây giờ cắt ra còn tí tẹo tẹo teo đây, hoặc là những cái vết này cắt một cành ở đây đi, bây giờ nó liền như này, cắt một cành ở đây đi, nó liền là như này đấy, mà nó cũng có nhiều đâu, 7 triệu mà lại còn đá đấm này, nhìn cái đá thân cây cuốn ôm đá ngóc lên như này, cái tử bay kia mà loại dòng xanh năm điền, còn xanh của mình không phải là xanh năm điền, không phải xanh quê mà là xanh Việt Nam. Đấy, anh em dù là mua hay không mua không quan trọng, mình tâm sự với nhau để hướng đến một cái đẹp đấy, cùng là người chơi cây mà, chứ mình cũng không phải là cũng mua của mình đi chê bai không đúng, mình không bao giờ làm thế. Đây mình là người vừa làm cây vừa làm đá vừa kinh doanh mua bán có vườn được làm, tự tay mình làm ra những sản phẩm như này nên là giá thành cũng là hợp lý mà nó đúng tinh nghệ nó cao đấy. Ví dụ như cây chân châu ở tay anh Trung nó cũng đòi người ta mấy triệu đấy, nhưng mà nó cái da thôi thì về nó cắt bỏ một thân đi, đưa lên kiểu cảnh này trong rừng núi, nó hầm hố, nó mềm mại, rất hợp lý nhỉ, rất là mới nhìn rất thích đó. Đặt tưởng tượng như cái này một ngày lễ ngày Tết mình đặt vào cái bàn uống nước thì nhìn thôi rồi luôn, mà anh chưa nước, chưa lại bông nhìn hay quá, rất là đẹp, chưa lại bông rất hay. Mà cây bây giờ nó là cây long thân rất là đẹp, anh cái xanh thì nhìn mênh mông vậy, trở mình đặt cái thuyền vào đây chẳng hạn, mình chưa biết làm cho nó vui đâu. Cây chân châu này phải đến Tết đẹp lắm, lá nó đỏ đổ như Hàn Quốc, nhìn trông xa xôi chưa, nó như một cái cảnh ở rừng núi, gọi là có chiều sâu đấy, hòn đá thì nhau ra bay ra đấy, nhìn trông có điệu mà đảm bảo chơi thì nó càng chơi nó càng lên tiền, chứ nó không bị xuống giá bởi vì nó đẹp. Nhiều khi em cũng bảo ông anh là chơi là phải bình tĩnh thôi đấy, gặp cây thật ưng thì mới quất. Nói là lúc hôm nay gặp cây này đẹp thì có tiền mình phải quất, trong hôm sau thì cây khác đẹp hơn thì lại quất tiếp. Lấy bây giờ về cũng đợi chọn một cây nó đẹp thì nếu mình không gặp được thì trong mình có ý kiến một chút này. Người chơi ấy thì cũng lại cũng tưởng tính một chút là lên có một cái người là bạn làm thân ấy, kiểu anh em trao đổi với nhau thì mua nó rất kiếm tiền, cậu có thể kiếm ra đồng tiền lúc này rất dễ, mua vài cây nhưng nó bị mất cái độ hăng của mình, mua nhiều quá mà nó không thành công, không đẹp, tự nhiên mình chán, mình nhột chí là chán lắm, chơi chẳng thành công, không chơi nữa. Thế tự nhiên mình mất cái đam mê. Nó còn như thôi nhá, có thể thành công này, anh em là được tương gặp, mà mình nói để mình chứng minh thôi. Mình là dân kinh doanh, chủ một cơ sở may rất lớn, chứ không phải là 100 người sản xuất cho mình ấy. Nhưng mà dù vẫn chậm, thất thế, chán là buồn đau, làm vật vã nhà cửa bán em, thuê nhà rồi. Em vợ là người quản lý cái chợ này, nó lôi ra nó bảo anh ở nhà, anh thiên nhiên anh ra đây mời cho anh kế ra đây nó gửi cho mấy anh em mà mua cây, còn một tí theo theo đúng một tháng khác một đường say luôn, không thể dứt ra được nữa, mà quyết định là đi sâu vào con đường này, đi vay tiền để mua bán kinh doanh được cây, trong một đi học phải cấp sách đi học đấy, học làm cây, học làm đá, học làm tiểu cảnh sân vườn, bây giờ mình đi tiểu cảnh sân vườn hồ cá coi làm tất cả các loại luôn, và trong đó và việc chính là làm cây và tí cái đá này cái cây. Nguyên đá mình mua rất nhiều các loại đá để mình làm lắp ghép lên thành cây cối cho đẹp. Như đây cây chân châu này là nguồn chung được đấy, mình làm tại như thế. Và cây xanh này mua của Việt ở trên sân Tây. Và về mình làm như này trước vào nó ra trồng đứng lên, tay cảnh nó nhiều, bây giờ cắt đi mình vật nó ra mình cho lên vào đá này. Và lấy những cái khay đá là đá cầm thạch nguyên khối luôn ấy, chứ không có chắp ghép gì cả. Làm thành những cái khay như này để chơi. Đây nó là nghệ thuật sắp đặt,
là mình làm cả cái cây to này có thể mình mang đi được, mà những cái này mình có thể mình để như này được, mình cho làm sao cũng được, mà mình để bước vào đây như này, còn này mình dịch ra đây, chuyển ở đây, các bạn hôm nay mình thích thì ngày mai mình có thể không thích, hoặc có thể mình lại cắt bỏ những cái viên này đi, mình chơi độc lập như này thôi. Đấy, cái này nó là cái tự do mình sắp đặt, rất dễ, dễ chơi. Này đây. Vào đây cho mình mang tầm mắt. Có mùa này là mùa hoa mình mới sửa, nhưng mà còn ít hoa, cái hoa mình kín hết cả cái cây này. Cây già nó đẹp. Cây mùa hoa không cây to, cây này nó to như này là cây đứa, nó già. Cây này nó rất là lâu, mọi người rất là lâu. Con đá, mình là dân chuyên về cái đá, mình cũng có con đá đẹp. Cái đà này 18 triệu. Cái này đây, còn à, bác sĩ tất cả những hàng của anh Tân thì không chê được. Từ lành chuyên nghiệp, chơi từ đá cho đến cây rất chuyên nghiệp. Ở bên kia là một cái tiểu cảnh si tai chuột, rất là nghệ thuật cho anh. Đấy, rất nhiều công viên nó hơi là khá là chật như này nè. Chỉ có thể luồn lách được một số cái cây. Và các bác tốt nhất là nên đến tận nơi để xem. Cứ xem qua màn ảnh nhiều khi nó rất là khó. Một số cây nó lên ảnh rất là đẹp, một số cây nó thực sự là phải đến tận nơi mới nhìn được. À, ra đây là không vào được nữa rồi.